Ông mới biết là ngày đó ông mới thả diều, ông mới cãi với vợ ông được. Vợ ông không tin là bữa đó ông thả diều để tôi lật chỉ cho bà ngày giờ đàng hoàng nè. Bữa đó tôi có thả đàng hoàng, có clip lại đàng hoàng nè, mới nói chuyện được không? Ông là bỏ, ông bỏ diều lên ông chở đi, ông nói đi thả diều đó ở chợ theo mình dễ gì bỏ được mình. Vậy mà một ngày 100.000 mà ông dám 30, 11, 12, 13, 14, 4 ngày 500.000 ông dám 5 ngày. Tới hẹn là lại lên là quá khủng. 2 mét, 2 mét, mét 7. Vừa đi qua lẹo như đây thả lý từ từ vô lẹo luôn ra ngọt ra dùng bình sao xỉa vào đó rồi xỉa nó qua đám lũ bao phân nữa thả lý vô vô giữa luôn rồi thả lý cái nhão sườn hay gì á quay đầu không hả. Bữa nay đem bự luôn hả anh hai, vô trên mạnh lắm á, vô trên căng lắm á, lát kéo đi luôn vợ yếu dai thì nó ấy mà còn ở quỳnh chót yếu. Để mai đặt ông hai đu đủ đi. Hai đu đủ à, mình nóng nảy trong người là thấy đủ ăn rồi. Ông hai đu đủ có trên, có trên có này không có chứ sao phải không, năm năm đều luôn á. Con này mất bảy à, không có vít gì đâu không ông. Vít gì? Nhà nước bắt ông mua bắt thì đủ mà có vít gì đâu, tái lại cơm gì vậy. Quá cứng luôn à, lên não không? Quá khủng hả? Anh lại kéo chu luôn á. Đó. Chu gì kêu à không? Được không? Chu thả đã kêu rồi đó. Rồi lên đi. Mét quá khủng. Bữa này hai con trái tim luôn á. Bữa này hai con trái tim luôn á. Bằng mình đó. Gầm ha. Rồi mình đem lên kia mình cọp đi, cũng cọp dưới đây. Ôm cuộn cước lăn đi à, trời ơi, bự à. Ui, ui, kéo con sáo à, ui, lâu con sáo à. Lượng quá trời.
đúng vậy luôn. Lắc phắc dễ hả? Sáu dục con này ra hả? Rối rồi, cũng dưới quá dục con. Nặng không? Kéo ngã ngửa luôn hả? Điều chỉnh mà có luôn ấy. Bảy chạy ghê hả? Đụng xe. Té à. Rồi luôn hả? Vô tên kia. Ừ, gió nó thổi vô cháy gì? Nó phù lên rồi đó. Bỏi nhiều quá nó ngợp. Kính quá. Ủa gì đó có thiếu ta? Bỏ dày quá nó kín luôn hộp. Đi răng hả? Nhật nó quá ra nó nào giờ điểm nói gì á, nhật người ta nhật đá là vậy. Đi răng. Đi răng.
châu Á nói chuyện đây. Đi lăn đá Việt Nam mình ăn còn chín chín, nói gì vậy? Thằng bắt bộ kim chết Nhật mà quắc mà thua Nhật mà loại quắc mừng lắm. Tới nha, vô mạnh nha, đó tàu quay nè, củi rừng này cháy ghê không? Giờ là nấu ga hết rồi hả? Thấy củi rồi cũng hơi hiếm hả? Chỉ có ở ruộng rẫy đồ. Hết hồn. Lâu lâu là ông pha giật mình chứ. Cháy rồi. Hết gió rồi nha. Gió yếu rồi, gió yếu rồi. Hai dũng, hai dũng gì? Ông anh hai á. Dũng 6, dũng 5 là du lịch. Dũng em bay trên á. Hết gió rồi nó phải lắc hơi. Dù Bình đâu rồi? Lại nằm này làm nhận xét. Cặp của các cấp quan bốn đi tới hai người thấy nấu hai đạn nặng dân hai dân nặng nó bay. Yếu rồi đó. Yếu lại đau đau đau. Xin chào. Hai lỗ tai đàng hoàng. Vậy chứ chạy quen mà không có là không được á. Mắt cứ không quen.
thái cả nhà. Chưa. Rồi cũng có cúng nữa. Có con gì đút vô mà thui đã à? Anh chỉ đút thuốc này thôi chứ còn thuốc chặt đút gì? Chết ra rồi nè. Còn dư không? Tráng tráng mấy cái ly không? Mở lửa rồi. Trụng nước sôi lại. Quá trời than luôn à. Chị đá không? Khô, quá khô. Củ này vừa cháy chứ chưa khô.